dồi ôi, dã man. Bọn mình đã có những cái bước chuẩn bị đầu tiên, bọn mình đã có những cái kế hoạch đầu tiên, và một trong số đó đấy là đi du lịch. Mình sẽ đưa vợ mình đi chơi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều những cái mới. Thì cái này là mình đã làm trong một khoảng thời gian nó cũng khá là dài rồi. Bọn mình đã có những bước chuẩn bị trong khoảng thời gian rất là dài, bằng việc là suốt mấy năm gần đây thì mọi người thấy là bọn mình đi chơi rất là nhiều. Vừa mới xong này, vừa mới đi Hàn Quốc về xong, thậm chí vlog còn chưa lên hết. Và cuối tháng sau thì mình sẽ lại có thêm một chuyến đi khá là xa nữa. Several months later. Cặp vé business cho đôi ta bay sang gặp Koala ở Sydney. Đi rồi vợ ơi. Let's go. Nó là vắng tanh luôn ạ. Quế ngon đấy. Ryuki Tenkai. Mô rưu cơ sổ. Triển khai lãnh địa trong 0,2 giây. Full gear. Quên. Mình đang ở khoang business, mình phải business. Đã mùi khoang business class, khoang thương gia, không ai người ta nói mặt mỡ. Mặt phúc hậu, phương phi, mặt mỡ. Có người yêu chưa? Thôi khổ thân các bạn quá, tôi chụp các bạn cái nhá. Nhất các bạn. Cái này xịn đâu? Nhìn về. Ơ cái này của mình mà. Cái này mình bay hạng thương gia mình có mà. Sao lại phải nhảy nhá? Oh my god. Bye, have a great time. A few moments later. Ăn lắm. Thì lúc lên máy bay chỉ ăn lên. Chỉ ăn ngủ. Đang khai cái phiếu thông tin nhập cảnh Úc. Quý vị có bị big lao không? Quý vị có bị bệnh lao không? Nghe nó rất là kiểu căng thẳng đúng không? Quý vị có bị bệnh lao không? Có bị bệnh lao không? Nghe nó đáng yêu. Quý vị có đem vào Úc súc vật, các phần cơ thể của súc vật, sản phẩm từ súc vật. Chuyến này là mình không đi với Hải Triều nhỉ? Không mang súc vật. Không. Các bạn hiểu không? Đây là tôi quay vợ tôi. Góc chéo, tỷ lệ mặt đẹp, xinh xắn. Tại sao em để quay chồng em một cái góc trông nó lại như thế này hả vợ? Quay trông khác gì con lợn không? Trời ơi. Tôi quay cô ấy xinh đẹp thướt tha. Cô ấy quay tôi quỷ tham ma bắt. Welcome to Sydney. Ui, đang quen Hà Nội nóng mấy chục độ xong sang đây lạnh thế. Đẹp trai xinh gái quá. Qua đây check-in chưa? Sydney. Đâu. Đây rồi. Bây giờ thì đi về khách sạn thôi. Về khách sạn thôi. Nhìn nó này, con này chim gì nhỉ? Đẹp. Nhìn cái mỏ kia.
Hay vậy, hay vậy, hay vậy. Làm quả rocket. A few moments later. Giật cả mình. View đẹp dã man. Và còn dã man hơn nữa là đằng sau này chính là cái khách sạn mà bọn mình sẽ ở. Uầy, to khủng khiếp. Đây là khách sạn tên là W. Thấy không, thấy không? Nguyên cái chỗ này này, đó là khách sạn mà mình sẽ ở. Và người đã chọn ra một cái khách sạn với cái view wonderful này chính là, thì bọn mình sẽ vào check in và quay cho mọi người xem là phòng bọn mình ở sẽ như thế nào. Vào thôi, let's go. Xin chào em. Uầy, quay lại cười không ạ? Xịn xò chưa? Đẹp quá. Uầy, những cái đường lên của nó các bạn ơi, thiết kế hay thực sự. Ào dã man. Let's go xem thử xem phòng như thế nào, như thế nào. Wow, sao nó tối om này. Wow. Ui, xịn dã man. Ui dồi, rèm tự động nha bạn ơi. Ui, đẹp ơi, đẹp vãi. Ui, ui, có cá heo rồi vợ ơi. Ui, khách sạn xịn xò thật. Còn đây sẽ là phòng tắm. Tại đây thì bọn mình thuê cái này là tính là một căn hộ luôn nhỉ? Một cái căn hộ luôn chứ không phải hẳn là một cái phòng khách sạn mà là một căn hộ. Có phòng khách này. Chóng mặt quá. Đóng vào đi. Đây là có chỗ bàn ngồi, chắc là bàn ăn này. Tivi này. Xem cái view nha. Oh, cái view này là view nhìn ra city. Đường xá các kiểu. Book xong vào đây, nhận phòng xong mới biết hóa ra khách sạn này là thuộc của Marriott. Bảo sao xịn vậy. Một đêm ở đây hình như mình nhớ hôm mình book là 6 triệu hả vợ? Ừ. 6 triệu một đêm ở đây thì phải. Nhưng mà mình book trên Traveloka, thế nên là kiếm được mấy cái code giảm giá khá là căng. Đây, tên khách sạn bọn mình đặt là W Sydney. Đó. Cái phòng là phòng studio, một giường cỡ kinh. Quang cảnh thành phố. Đó. Đây là địa chỉ này. Còn mình sẽ ở đây 5 đêm. Lần nào đi đâu là cũng đặt qua Traveloka. Thế nên là mọi người mà muốn đặt cái phòng như thế này, kiểu giống như thế này, có thể click vào đường link ở phía bên dưới để đặt ở Traveloka nhé. Nhìn này vợ ơi, nhìn này. Xịn thế. Ai ra? Thôi thì đóng cửa lại, ta riêng tư tại chỗ. Mở ra này. Ôi, có cả lò nướng này, uổng vãi. Mày rửa bát à? Uầy. Giới thiệu với các bạn một vài loại thức uống của Sydney. Uầy, cái này là cái nước rất quýt. Mandarin là quýt đúng không? Rất quýt, very mandarin. Nước mà trông như sữa vậy. Vị nó như nước thôi. Gì vậy?
không có vòi xịt đít. Ui, quá thất vọng. Chán lắm. Các bạn thấy cái máy quay này nó xịn không? Nó chạy đi đâu nó liền thôi đấy này. Thấy không? Úi giời. Video này được quay hoàn toàn bởi DJI Osmo Pocket thế hệ thứ 3. Các bạn nào mà hứng thú và quan tâm thì có thể mua ngay tại chuỗi thống của Sephnet ở phía bên dưới. Tiền đâu ra để có thể ở được những căn phòng như này? Tiền đâu ra cho những chuyến đi chơi? Đó chính là nhờ những sự tài trợ của các mạnh thường quân. Anh quảng cáo hay như này thì kiểu gì cũng được tăng lương. Và bây giờ chúng ta phải làm gì? Ôi trời sao luôn. Bây nhìn này trời sao này. Khách sạn quá xịn quá êm, chúng tôi đã đánh một quả giấc 3 tiếng. Bây giờ xe bắt đầu dắt các bạn đi khám phá Sydney nhé. Let's go. Đặt Uber được cái CX-9 này. Mazda CX-9 hết 300.000. Đây rồi. Đúng rồi. Maybe a little bit chilly, a little bit. Bác tài xế đang bảo là bọn mình rất là may mắn, bởi vì đến Sydney đúng cái ngày mà nắng đẹp. À, mấy hôm trước là âm u. Đúng rồi. Hôm nay là cực kỳ nắng đẹp. Cái máy ảnh của anh nó lại lấy nét vào mặt em. Thế nên là mặt anh đang ở trong cái tình trạng trông rất là... Con lợn và người đẹp sẽ dẫn các bạn đến nhà hát con sò nhí. Ôi dồi ôi các bạn. Nhìn một biển người này, đông thì đừng hỏi luôn vậy. Ôi, đây rồi. Nhà hát con sò. Còn đây là cái cầu cảng Sydney này. Wow. Đây là vợ tôi. Đang đến đây bây giờ là 4 rưỡi ở bên này. Bên này bây giờ tầm này nhìn nắng đẹp không? Ôi, một biển người luôn ạ, mọi người nhìn này. We are not alone. Chính là nhìn anh thấy nó giống cánh buồm hơn là cái vỏ sò nhá. Nhìn không giống con sò lắm nhỉ. Ui, góc này vợ xinh vậy. Tóc xóa thôi bay. Cười gái, quay đang nắng chiếu mặt em này. Đây rồi các bạn ơi. Sydney Opera Hall. Góc này đẹp cực ấy. Nhìn này, em đứng ở đây xem nào. Wow. Được không các bạn? Yeah. Đêm nhờ. Mình ra đúng lúc kiểu hoàng hôn nó bắt đầu xuống này. Thế nên là nó chói vai trường. Ôi trời ơi. Mù mắt. Thật kiểu cảnh đẹp quá kìa. Đẹp không vợ? Quá đẹp. Cảm giác như là người ta đến đây thì chắc chắn là phải đi qua chỗ này chụp ảnh đúng không? Đúng. Ui dồi, khác gì quay MV không? Vợ ơi quay lại cười cái em ơi. Ý. Muốn đẹp là phải chịu khó. Ủa, xong anh chỉ cần từ đây này, anh lia qua mặt em một cái này. Xong anh lia ra xa là ui. Ui dồi ôi, ui đẹp không biết. Từ anh tí anh phải chụp cho vợ cái hình ở đây được. Đẹp lắm luôn ý. Đẹp quá. Cảnh đẹp. Người đẹp. Bắt được thêm mấy đứa chưa có người yêu nữa thì. Đúng kiểu cái tầm gọi là hoàng hôn ý. Mặt trời bắt đầu xuống này. Đứng bên cảng biển này nhìn này. Đẹp chưa. Đây đây phải con mói mói không? Mói 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 mói
muối. Sao không trả lời em? Ờ, hóa ra cái nhà hát con sò này nó phải có tận mấy cái cổng vào sao nhỉ? Kiểu chảy ở sau nhìn nó cứ bị cuốn ấy. Trông cái hình dáng nó cứ bị hay ấy, trông thích mắt ấy. Uầy, tóc em ra chỗ ảnh nắng em mới nhìn rõ màu nâu này. Rõ lắm ấy. A little bit you, a little bit I, a little bit 命运的安排, a little bit up, a little bit down, a little bit off, 小路乱转. Zelatismo. Hôm mình hỏi là trên Instagram mà đi Sydney lên ăn gì ngon thì rất là nhiều bạn bảo là qua đi ăn kem. Nhưng mà mình đã qua. Văn ngon. Mà ngon. 10 đô Úc. Nghĩa là 160.000. Không quay game này. Tính ra đắt cái gì ạ? Hello em. Rất cả mình. Hello. Chưa chụp ảnh với anh được không? Cảm ơn các bạn trên Instagram đã gợi ý cho mình nhé. Ngon quá. Một trong những món mà các bạn yêu cầu mình ăn rất nhiều đó là thịt kangaroo. Tôi sẽ suy nghĩ trong khoảng thời gian tuổi đây tôi có nên thử về món hay không. Nhưng mà tôi nghe đồn thấy bảo thịt kangaroo nó rất là hôi. Mà tôi rất là dị ứng với những thịt nó hôi hôi. Ví dụ như kiểu thịt dê, thịt cừu tôi không ăn được rồi. Mình trước là sao quên mà em thử ốc quế không ngon như ốc quế ở Việt Nam ta. Hay là mình ăn loại rẻ tiền quen rồi. Loại 160.000 thôi, có xịn quá. Xịn quá. Thế quay mà xem cái quán kem này rất là đông khách luôn, nhìn này cực kỳ đâu rồi đấy. Đâu rồi, ai đâu? Hai các bạn lừa tôi không đấy? Vợ tôi và đam mê gacha của cô ấy. Uầy. Hồi đợt đi Nhật mình quá nhiều thứ, thế là em chưa kịp quay gacha. Giờ em phải quay bù. Chỗ này nhiều phết này. Sao em thích gacha không? Anh lại đứng đây. Anh phải chiều em như gì nữa. Nhanh lên, bấm đi. Yeah. Xin mời vợ gacha. Được. Cái gì? Em bây giờ là anh bảo là mợ. Mỡ cái gì mà mỡ? Anh thích bảo em là mỡ. Anh xin mời con mắm gacha. Anh thích chọn nào? Nhà mình có thể là được một trong năm con này đúng không? Đúng rồi. Anh muốn con này cho lực này. Đúng con này trông quách kìa. Một tốt tình. Bắt đi vợ. À. Mạnh Thailand. Tiền tôi các bạn là tôi không thể để tiền tôi mất một cách vô ích được. Ai. Như này là các bạn có thể chia đôi với người yêu mà ấy. Một người lấy đầu, một người lấy đít. Đây cũng là Gojo này, 1/2 này. Đây. Chuẩn Gojo chưa? 1/2 chưa? Perfectly luôn này. Tiếp thôi. Để bao giờ? Con mèo xiêm này. Slay. À, anh lắp cẩn thận đấy. Đây là cách vợ tôi đi tàu bên Úc. Đi bằng thẻ đen của tôi ạ. Nhưng mà bây giờ đi lại tiện lắm mọi người, dùng Apple Pay đi cũng được. Nhìn này. Xin lỗi em nhá. Em đừng nhân cơ hội để em lấy luôn thẻ của anh nhá. Cho đi. Thẻ của anh là thẻ của em mà. Thẻ của anh là thẻ của em. Đây là đường phố bên Sydney. Ở trên này có cái hệ thống tàu chạy bằng điện này, mọi người thấy không? Mày thấy mấy cái dây điện không? Giống là mình đi Hà Lan có cái này. Nhưng mà người ta cứ đi qua đi lại này, có tàu ấy chạy à? Ừ. Nguyên ba cái đường dây giữa đường này. Đi chiêu phết nhỉ? Thế bây giờ sao đi chiêu không? Vì anh đi với em. Chứ anh còn đi một mình chán bỏ mẹ. Anh
đi buổi chiều, em thấy anh chiều mà. Mình đã khai ở trên máy bay là gì? Mình không mang súc vật. Ô đây, 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 vừa thắc mắc xong có tàu chạy đến đây đi. Người chạy không? Đây. À, người ta từ đầu người ta đi hết ra này. Mà tất nhiên rồi là anh thì anh đang đi, anh mà anh thấy tàu đấy là anh đi ở chỗ khác đây. Gì? Wow. Ồ. Oh. Cái tàu chạy qua thành phố và tham quan được đúng không? Đúng rồi. Đây. Hay à? Đây rồi. Bữa tối ngày hôm nay. Wow, mở cửa đến 12 giờ đêm baby ạ. Thoải mái luôn, tha hồ, làm gì làm. Lỗi cảm, đây. No 1 Malatang. Chỗ. Cái này kiểu lẩu một người vợ. Mình lấy cái bát xong mình thích ăn gì thì mình lấy vào được mà. Này của anh này. Nó kiểu hai đi lao một người ấy nhỉ. Lấy rồi. À. Đây lấy từ bên này vợ ơi, thịt bên này. Bạn tôi càng vua luôn. Hai cái đi. Viên bò. Sắp này có một nửa này. Quả tôm này. Nhìn giống kiểu fresh nhỉ. Đúng rồi. Thịt bên này baby, lấy thịt bên này này. Thịt xúc xích kìa. Em thích ăn rau. Không hiểu tôi làm gì để bị xỉa xó như vậy. Đồng dã man, đồng thuật đấy. Chính tỏ ngon vợ. Ra đây là chọn cách nấu ạ. Có mấy loại nước súp này. Thank you very much. Đồng vãi trưởng các bạn ạ. Chính tỏ là ngon đấy. Đây là phần của anh. Cứ tưởng nhìn mì tưởng ít xuống vùng nhìn này. Nhiều quá ấy. Của em chưa xong. Của em chờ em tí nữa. Juicy không? Ui. Xúc xích này. Thịt bò. Càng cua. Thoms. Xin mời madam. À, garlic sauce này. Garlic. Ủa, nhìn giống Indomie ấy nhở. Không giống vậy. À, bảo sao tên là Malatang ấy, cay thực sự ấy. Cay kiểu có cái dầu ớt ở bên trong ấy. Nó kiểu cay tê ấy. Em thử một đũa xem. Nó làm anh nhớ cái đợt anh đi Trung Quốc. Món nào vị cũng như thế này. Cay, mặn, dầu. Nghe này ngon này, cái càng cua ngon này. Đúng kiểu sơn bẩn. Cái hoa bạn đôi nhìn mồm thôi này. Em lấy nhầm thịt cừu rồi. Ủa anh thấy điều hôi lắm. Mà cái bát này bây giờ toàn mùi cừu thôi. Thật ra ban đầu đọc tên quán là mình có expect được cái này. Malatang mà. Cause I'm too spicy for your heart. Còn the fire lắm. Cause I'm too spicy for your heart. Like fire alarm. Spicy. Chung là theo khẩu vị của tôi thì tôi không recommend quán này lắm. Bạn nào thích ăn cay thì các bạn có thể đến thử. Gần 600.000 hai bát thì một bát là 300. Bọn mình đến đây vào đúng tối thứ mấy em nhỉ? Thứ 7. Tối thứ 7.
tuần thứ bảy hàng tuần là ở cái chỗ cảng này sẽ có bắn pháo hoa. Và mọi người đang đứng đây chờ xem pháo hoa rất đông. Khách sạn bọn mình thuê thì ngay đối diện cái chỗ xem view pháo hoa luôn. Rất là hào hứng. Em biết là anh đang nhìn thấy cái gì không? Cái quán kem mình vừa mình vừa phải đi tít sang phía bên kia thành phố để mình ăn buổi chiều đấy, theo lời các bạn ở trên Instagram đấy. Ok kìa. Ui, siêu đông luôn. Đông dã man. Ui, người ta lên hết cả chỗ chương kiện để xem đấy đi. What's up Sydney? You got having fun today? Ren Goku mà không đi làm viêm trụ thì làm gì? Tí ông anh sẽ khạc lửa khỏi từ mồm hay sao? Trick number one. Thank you. Very warm down here. One, two, three. Oh my god, I can smell my hair burning. If my hair is on fire, it's not part of a show, okay? Oh my god! Okay, it's working. It's going good so far. Okay, wait for the finish. Come on! Anh có nên nghỉ làm YouTube với TikTok đi làm cái này không, baby? Thank you so much, man. Anh sẽ tung hứng trái tim em. Sau khi quá thất vọng về No 1 Malatang của các bạn trên Insta, các bạn giới thiệu cho chúng tôi, thì bây giờ đang là 11:30 đêm và chúng tôi tiếp tục đến với một quán nữa mà các bạn trên Insta đã giới thiệu cho chúng tôi, đó chính là Thuback Chicken. Nhìn này, nghe này, cảm nhận bằng đôi mắt này, thấm đẫm bằng đôi tai này. Nó lại là chúc mừng năm mới luôn. Ngon nhở? Món này ngon quá. Wow. Được đấy. Cảm ơn cái em ấy tên là gì nhỉ? Có một bạn ở trên Insta, bạn ấy recommend mình rất là nhiều quán ở bên Sydney. Xong rồi hôm mình bấm vào tên bạn ấy, mình nhận ra chính bạn ấy là cái bạn ngày xưa bạn ấy từng vẽ cho mình một cái fan art rất là xinh. Qua bill này xin muốn gửi lời đến cảm ơn em nha. Em sẽ để tên em trên này nhưng quên mất rồi. Mời điện. Tặng em một miếng gà Thuback Chicken. Cái này là em recommend anh ăn vị mận à? Nhưng cái này không có vị đúng không? Cái này chỉ là gà rán thôi, nhưng mà gặp xuống nghe. Mẹ chứ! Thế các loại rồi, kinh quá mẹ! Úi xô. Nói nhở? Giao đến tận nơi mà nó vẫn kiểu nó nóng hổi luôn ấy. Là cái bon lét. Cái này là một miếng gà không xương Đài Loan. Giống kiểu Đài Loan, nhưng mà cái này là vị mận này. Đúng rồi. Cái lúc mình chọn là vị mận này. Cái vị mà bạn đã comment cho bọn mình.
Nghe chua luộng đấy. Ừ. Ủa, nhìn cái miếng gà này các bạn. Nghe cái mật nghe rất là không hợp lý nhưng ăn rất là ngon. Thế á, gà không xương. Ừ, em ăn thấy nó giống vị xương hoặc kiểu xí muỗi. Ồ. À. Ê, ngu bạn tôi. Ngon nhỉ? Ngon. Ủa, nghe trứng giòn này. Mình quay ăn uống mà mình tự thấy ngon như thế này. Hôm nay ăn gì mất đất mất. Mà mình thấy là qua thời gian thì mình thấy là mình luôn luôn cần phải chấp cái chuyện này. Giòn lắm ấy, nhìn này. Các bạn nào còn đang xem video này vào lúc buổi tối ấy, da giòn đẫm gia vị, các bạn biết cái điều buồn hơn là gì không? Không một túi nữa. It's not over baby, it's not over. Các bạn biết cái bữa đêm này tôi đặt bao nhiêu tiền khá không? 75 đô đúng không? 75 đô Úc. Hơn 1 triệu. Để làm gì ạ? Để ăn đêm. Ai xài ạ? Các bạn biết cái điều còn buồn hơn là gì không? Tôi không chỉ gọi Hà. Wait a minute. Nữa, uống ăn uống thôi. Vẫn phải thêm một cốc trà sữa. Đắc bồ chân châu. Trời ơi. 100 đường. Trông ngon á. Uống ngon không? Ừ. Chân châu ngon, uống thử đi. Thử thôi. Em đừng làm thế. Em không được làm như vậy. Có anh có em, có chồng có vợ thuận chồng. Tát biển Đông cũng cạn. Xoan ship. Nước lọc. Pure water. Chả biết điều đáng buồn đây là gì đâu. Buồn nhiều thế. Nó vẫn chưa hết. Tôi còn gọi thêm một túi khoai lang rán nữa.